Sát Louis tiết lộ mức lương đầu tiên khi đi làm. Sát ơi, mức lương khởi điểm lần đầu tiên sau khi phỏng vấn là bao nhiêu? Trước khi tốt nghiệp. Trước khi tốt nghiệp thì làm những công việc lặt vặt ở thị trường Mỹ thì chắc là từ 2 đô tới 3 đô một tiếng đồng hồ, phải trả thuế nữa. Sau khi tốt nghiệp thì khoảng chừng nên được nhiều hơn chút xíu, khoảng chừng vài chục nghìn đô một năm, nhưng mà công ty tương đối vẫn thấp cái thời điểm đó. Tại vì làm cho công ty KPMG, mình trao đổi lương thấp cho kinh nghiệm tốt, thì anh học ngành kế toán thì tốt nghiệp thì mình mong muốn vào lĩnh vực những công ty kiểm toán hàng đầu. Lúc đó là rất là lâu rồi. Đúng vậy. Tại vì khi mà vào một cái công ty kêu là Big Four, bốn công ty kia kiểm toán lớn nhất thế giới, thì họ sẽ trả lương thấp, nhưng mà mình sẽ được rất là nhiều kinh nghiệm, là mình sẵn sàng chấp nhận cái chuyện đó. Một mức đáng nhớ trong cái tài chính của mày nè, năm bao nhiêu thì kiếm được 1 triệu 100 triệu 500 triệu? Henry Clay cũng bỏ cuộc hôn nào đã chop out the tire. Henry Clay cũng bỏ cuộc hôn xuôi xuôi theo shoe to tie. 1 triệu, 1 triệu thì 1 triệu là khoảng chừng 50 đô, ok, đó. Gì đó? 1 triệu là 50 đô. Anh kiếm 50 đô thì tụi nó còn trẻ, anh đi làm vườn, làm phục vụ, ngày 50 đô bình thường. Mười sáu, 17 tuổi. Vì anh khi mà bên Mỹ thì mình không có là gia đình có điều kiện, thì mình qua đó mình phải vừa làm việc vừa trả tiền học, thì phải lăn lộn chút xíu, nhưng mà 50 đô một ngày thì nó bình thường. Sao? 100 triệu là 5.000 đô. 5.000 đô mình có thể làm 5.000 đô một tháng bên Mỹ. Chuyện đó thì lúc đó anh 20 mấy tuổi thì cũng làm cái rồi, nhưng mà rất là lâu rồi. Thì 5.000 đô cái thời điểm làm cho KPMG, và sau đó anh làm Apple, công ty mà làm lúc đó làm máy tính chứ chưa có điện thoại, rất là cổ điển. Thì mình đã đạt được cái mức đó rồi, nhưng mà nó không quan trọng. Mình nói về lương thì nghe nó là kỳ, nhưng mà đối với tôi là bạn yêu thích nghề mà cái lương mà cảm thấy mình đủ sống xứng đáng, mà trao đổi lại cái kinh nghiệm đó, nó sẽ tốt lâu dài hơn là nhận được một cái lương mà cao mà không có rút được kinh nghiệm, hay là sếp rất là không có đào tạo cho mình cơ hội lên, hay là sếp mà tệ, không có ủng hộ mình đó, thì cũng rất là không có tốt. Mình chưa sẵn sàng nhận một cái lương mà nó vừa phải hơn, và trao đổi về kinh nghiệm và tương lai những cái công ty mà có tên tuổi, và sau này thì mình khởi nghiệp hay làm gì khác đó, nó vững bền hơn. 1 triệu đô thì ra về kinh doanh thì mình đạt được cái đó cho công ty. Mình bán một cái hợp đồng, mình làm được một cái hợp đồng, mình làm được một cái thỏa thuận, một cái đầu tư, mình đem về cái nguồn tiền đó cho công ty, mà cá nhân mình thì mình được cái phần đó. Nếu mà nói về cá nhân mình thì thôi, cái đó chắc mình không có nên nói, thì nó không quan trọng đối với tôi. Hiện tại số lượng các thương vụ đã đầu tư mà liên quan tới food và F&B thì đã đủ một mâm cơm chưa? Chắc mọi người nghĩ là anh rất là thích F&B, thật lòng là anh là người thích ăn, anh mê thực phẩm. Ai coi nè, coi nè, trời ơi. Tại vì anh nghĩ đó là một cái thưởng thức cuộc đời, ngoài những vấn đề về lý thuyết như là tình yêu, tài sản, danh dự gì đó, thì đối với anh thì ăn uống là một cái điều làm mình rất là hạnh phúc, mà nói chung là sướng á, tại nó ngon quá. Thì nhưng mà thiệt ra nói về đầu tư thì ngành F&B rất là khốc liệt, cạnh tranh rất là khó khăn. Mình đầu tư vào F&B nó sẽ cạnh tranh nhiều hơn, thế mạnh gì đó, USP cái gì mà rào cản là vượt qua những người khác. Nhưng thật ra là anh thích đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, y tế, công nghệ và nghệ thuật, hay là truyền thông hơn là F&B.